1.000 đô la một tháng với YouTube. Em xin tự giới thiệu bản thân mình, em tên là Phạm Minh Tuấn, năm nay em 22 tuổi, hiện tại em đi sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khoa điện tử viễn thông. Thì hiện tại em đã quyết định chọn con đường MMO là con đường khởi nghiệp của mình. Thì sau những năm học cấp 3 thì lần lượt những người bạn thân của em đều sang Mỹ định cư, và từ điều đó thì nảy sinh trong đầu em những thắc mắc là nước Mỹ nó như thế nào mà lại có nhiều người sang bên đó định cư như vậy. Thì thông qua YouTube và đặc biệt là cái kênh của thầy Dương Trung Hiếu thì em đã biết được phần nào về cuộc sống Mỹ là như nó diễn ra như thế nào, và văn hóa con người và đất nước phát triển ra sao. Thì thông qua đó thì em cũng biết được là thầy Dương Trung Hiếu hiện tại là đang về lĩnh vực MMO. Thì em cũng cảm thấy rất là hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi xem những video về các khóa học của thầy đã truyền cho em một cái động lực rất lớn, cộng với đó là một tư duy tích cực trong cuộc sống. Và đồng thời em quyết định lựa chọn con đường MMO để khởi nghiệp với mục tiêu là được tự do tài chính. Sau quá trình xem những video clip của thầy dạy về cách làm YouTube thì em có làm một kênh để biết được là làm YouTube là như thế nào. Và hiện tại thì em đang có dự định sẽ lập ra hai kênh YouTube về mảng đề tài là game. Thì hiện tại thì em đã lập được một kênh và em đang làm khoảng hơn 10 video. Thì kênh này em tập trung về mảng đề tài game dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Em lựa chọn những game có đồ họa và âm thanh bắt mắt. Còn một kênh game còn lại thì em sẽ đánh mạnh vào thị trường game hot tại Việt Nam. Và đồng thời trong quá trình chơi thì em có ghi âm phần bình luận kèm theo đó và chèn những âm thanh hiệu ứng thú vị, góp phần cho video thêm thú vị. Và em học hỏi các cách làm của các YouTuber game ở Việt Nam. Trên đây là những chia sẻ của em. Mong thầy và các cô chú anh chị trong group có thấy những điều chưa tốt của em, hay là tư duy hoặc là mảng đề tài của em chưa tốt, thì xin hãy góp ý cho em được hoàn thiện hơn. Em gửi lời chúc đến thầy cũng như là các cô chú anh chị trong group được nhiều sức khỏe và thành công mỹ mãn trên con đường mình đã chọn. Xin cảm ơn ạ.